Nếu mà bây giờ nội có thể chọn lại thì nội muốn làm cái gì? Nội vẫn đi con đường cũ, vẫn những chông gai cũ, vẫn những lầm lỗi cũ. Thú vị lắm. Ta hất đầu bước tới thì gai nó sẽ rạp dưới bàn chân. Nhưng chỉ một thoáng ngại ngần thì gai sẽ thành trong sắt.